Đây là gian hàng của một người làm cây cảnh bán tại chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông. Tác phẩm hoa giấy và tác phẩm cây si thác đổ. Quần thụ lộc vừng. Cây hoa nhài mà thân cây đã ém chặt vào một trụ đá. Rất là đẹp.
trên đời của mình. Một cây mẫu đơn rất đẹp.